Wow. Bé hết bụng luôn không à? Nhiều dữ à. Bảy trái cũng làm 8 trái làm ra nhiều mất chỉ cho ba ít cho con. Cái dừa này ngọt không ta? Để nguyên cái nào mà được không? Bẻ. Làm bằng dao đứt tay, dao lấu nại được không? Ừ. Dao nại đứt. Nhỏ ăn trời, củ hành nhỏ ăn nó ngon lắm. Mình gọt cho nó trắng hết rồi, mấy cái đen đen thôi hả? Chỗ nào không đen là khỏi gọt không? Sắc dày dày ăn không ngán, không mềm, nó không có thấm đường nhiều á. Anh ăn, anh toàn lựa mấy miếng anh ăn không, mấy miếng mỏng mỏng dính đường không. Miếng bào này nó mỏng quá ha, bào mỏng ăn không đã. Thank you.
Rửa mấy nước rồi em? Rửa chừng nào nước nó trong thôi. Rửa trong thôi được không? Ừ. Rửa hết nước cốt dừa. Cái đục đục đó là nước cốt dừa đó. Thấy không? Rửa vậy nó hết béo. Vậy đâu cần rửa cho nhiều. Rửa sơ sơ thôi được rồi. Cho em ăn miếng rồi. Ăn thử rồi. Sữa nó không có dẻ, nó không có trắng trong. Thì lấy cái chén kìa. Thôi người khác miếng này. Mấy miếng mềm quá hả? Cái này nó cũng ăn được chứ không cứng. Dạ. Ăn được. Mẹ lấy ăn nữa đi. Không, đúng không? Mẹ có miếng gì đó là mất tiêu. Đi đây rồi lên này. Chạy ngay sữa sữa rồi đó thì em chưa ăn sữa. Để sữa cho nó thơm. Dạ dạ. Mẹ lấy mấy cọng này nó đi. Móc thêm miếng nữa đi. Móc nè. Ông có lấy cái bịch. Nè cái bịch nè ông ơi trời. Thôi vậy là hồi bển làm đó. Lấy cái bịch đựng đường nè bỏ vô. Ăn được không? Được nữa. Ngon mà. Để sữa cho nó ngon. Cảm ơn chị. Nè cho em miếng thử nè. Thử lấy miếng đó. Làm có sữa không? Mình cho bà màu xanh màu hồng là bỏ gì? Lá dứa. Màu hồng. Ống màu. Cái dừa này ngon quá à. Ăn chỗ này là ngon tuyệt vời. Cái này nó giống như bị chan ăn rồi. Ờ, cái dừa này là nó vậy đó. Ăn rất là đã luôn á. Dừa này từ nào vậy? Nó giận giận, nó giống như là gồ ghề vị chan ăn. Chăn ăn hay là chan ăn ba? Nếu mà làm dừa mềm chung với dừa cứng chắc đem ra dĩa là đảm bảo bóc dừa mềm ăn không? Dừa cứng để lại. Nhiều thôi ha, không giật nữa hả? Cái đó mềm, cái này cứng đây hả? Dạ. Yeah. Cũng lộn. Cả vào trong một cái chảo. À, 5 chảo, 3 chảo. Đâu tới 5 trái em? Năm mới đầu là 3 trái phải không? Mới đầu 2 trái. 2 trái. Hai trái bị giờ nó vừa cứng. Vậy là tính ra là có 3 trái mấy gần 4 trái à. 2 trái với bẻ ở ngoài thêm 2 trái hay 3? 3 trái mềm. Là 5 trái. 5 trái nhưng mà 3 trái kia cộng lại chưa bằng 2 trái ban đầu. Vậy là gần 4 trái. Hơn nửa ký đường. 600 g đường. 600 g đường. Nó ngọt quá, mình ăn cũng ngán. Nhưng mà anh làm không có đường ít thì nó đâu có áo đường vô trong cái nhẹo
hết nha bạn. Đó chắc còn là chừng 200 gram. Vậy là 350. Như vậy là mình cái chảo này là 650 được. 650 được. Hai trái dừa cứng. Ba trái dừa mềm. Trộn đều lên. Trộn đều để là cho nó tan. Thấm. Để nó ra đường, nó ra nước mới được. Tan sơn. Vậy mình có cần bỏ vô tí nước cho nó dễ tan không? Để nó lát nó tan à. Chứ bỏ nước vô nữa là nước dữ lắm, mình mong lắm. Nó ra nước. Vừa còn ướt mà lát mà tan. Nãy giờ được tiếng chưa bạn? Thôi nó tan ra nước nhiều quá ha. Ừ. Cái này lâu cả nước chuối ha. Ừ. Cái kẹo chuối giờ phải ngồi gói nữa. Xào lâu gói cũng lâu. Thấy mức nào cũng cực chứ. Ngày nãy giờ lâu lắm rồi em. Sẽ hơn nửa tiếng rồi đó. Nửa con mức chuối. Vậy sao có làm được nhiều nó bán không? Thí dụ người ta xào một lúc như đây thì người ta xào một lúc nhiều lên thì nó cái công nó đỡ hơn. Cơm sôi quá rồi đó. Mức dừa mới ăn đầu là nó đục, trắng đục. Mình xào riết nó sẽ trắng trong như thế này. Đây là gần được rồi. Có mùi lắm rồi.
cần chưa? Hả? Không biết nữa. Kêu mẹ xuống coi. Gì nào nhắc xuống. Kêu mẹ ơi. Hay nó tới rồi đó. Mức như khét. Trơn. Đường khét trơn. Lửa cao quá. Cái mà cạn rồi đâu ai mà chụm lửa ngon. Đấy lửa than hà. Rồi cứ sơ sơ gì hoài, từ từ nó rút nó khô. Nắp ra đó cái đồ nắp ra. Quên đi hả? Quên đi sao? Ngoài kìa, nắp ra để. Nắp ra. Ngắm mà khét đi thui hết trơn rồi. Chắc đắng luôn á. Đâu đắng. Cái này như nước màu vậy đó, chưa đắng. Hai ống đi. Mức vừa phiên bản lỗi. Tôi làm vậy. Ăn thử nó đắng không? Chưa đắng, được còn được. Này màu rồi. Giống như thắng nước màu vậy đó. Màu nâu rồi. Chưa khét. Ta là làm với cái đường này nè, cái đường nó rớt rồi nè, nó trắng tươi hả. Này cũng không có non đường nè. Đường mà nó rớt như vậy là không có non đường. Thử miếng này khác không? Khác rồi. Không, vừa khác mới có màu à. Khác là nó đắng. Cái này giống như là mình bỏ nước màu thôi. Đắng không? Không, ngon. Rồi, con chó vàng đâu? Con chó xu ở dưới không bà? Hả? Cái này chắc chưa tới Tết rồi hả? Không được, mất dừa lại. Mà nhỏ thích ăn mất dừa màu xanh màu đỏ rồi. Màu xanh rồi chứ. Ê màu. Có màu thích ăn màu hồng rồi nữa chứ. Nè màu nâu nè. Hả? Màu nâu. Màu nâu quá ngon. Mà nhỏ có này ăn là mừng thấy bà nội luôn rồi. Nguyên bà em. Màu nâu quá ngon. Sâu. Thơm rồi thấy khác. Mấy trái dừa được nhiêu đó. Sâu. Hiểu nè. Hai trái. Mấy nắm tự dây cho nó được quay đi. Đi lại đây. Học lại. Mở cửa mình ra được.